Xin chào tất cả các bác. Hôm nay tiếp tục chuỗi series tìm hiểu về dược liệu người Dao, thì tôi tiếp tục gửi đến tất cả các bác về một cái vị thuốc. Đấy, mà cái vị thuốc này thì hầu hết tất cả các bác trong đời sống của chúng ta đã từng được nhìn thấy một lần, hoặc là ở cái vùng nông thôn, ở vùng miền núi thì hầu như là nhà nào cũng có, nhà nào cũng trồng. Vâng, đây các bác thấy gì không ạ? Đây, cả một bãi này toàn là ngô hết. Đấy, cả một bãi toàn là ngô. Và hôm nay trong cái clip này, Thảo Dược Người Dao xin gửi đến các bạn, các bác, các anh chị một cái vị thuốc, đó chính là cây dông ngô. Đấy, cây dông ngô thì nó rất là quen thuộc với đời sống hàng ngày. Nếu mà bác nào đã biết tác dụng của cây dông ngô rồi thì các bác không, nếu mà không muốn xem cái clip này thì các bác có thể vui lòng xem cái clip khác, hoặc là bác nào chưa biết rồi nhưng mà muốn xem lại tác dụng của cây này, người đồng bào vùng cao sử dụng cây dông ngô này, sử dụng cây dông ngô này để làm thuốc gì, thì các bác có thể theo dõi tiếp tục. Vâng, cái cây dông ngô này, cái thứ nhất tôi phải nói đến là người đồng bào, người dân tộc Dao chúng tôi hay sử dụng cây dông ngô này để uống, như kiểu mình uống chè ấy, mình đun nước uống hàng ngày, nó rất là tốt. Đây là một cái loại cây, một cái vị thuốc mà khi mà trời nắng nóng ấy thì chúng tôi hay đun kết hợp với lại cây mã đề. Chúng tôi hay đun để mà uống, để mà thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Và những cái trường hợp mà bị bí tiểu ấy, đấy, khi mà đi tiểu tiện không ra, tiểu tiện không thông, chúng tôi dùng cây này để mà đun nước uống kết hợp với lại cái rễ của cây cỏ chanh. Rễ của cây này các bác này, đây chính là cỏ chanh này. Đấy, cỏ chanh hay là một số nơi gọi là cỏ danh. Sử dụng đào cái rễ này kết hợp với lại dâu ngô, với lại cây mã đề. Mã đề thì trong ở khu vực này không có. Đấy là những cái mà người vùng cao, người dân tộc Dao chúng tôi hay sử dụng. Còn bây giờ thì cũng với một số những cái thông tin tôi tìm hiểu được, thì cái cây dâu ngô này là có nguồn gốc là ở châu Mỹ và được trồng ở đồng bằng và cả miền núi lấy hạt làm lương thực. Đấy, và hiện tại thì đã có một số vùng trồng cây ngô để mà lấy dâu ngô này làm thuốc. Và trên thị trường theo như tôi tìm hiểu thì 1 kg, 1 cân cái dâu ngô này có giá trị là 90.000 đồng đến 250.000 đồng. Đây là cái tôi tìm hiểu được. Đấy. Và về cái tính vị thì dâu ngô có vị ngọt, tính bình, tác dụng bình can, lợi đàm, tiêu thũng, lợi niệu. Đấy. Còn sau đây thì tôi xin đi vào chi tiết về tác dụng của cây dâu ngô mà theo thông tin tôi tìm hiểu được. Cái thứ nhất, những cái trường hợp mà bị viêm bằng quang này, viêm thận này, thì có thể dùng dâu ngô 100g, dao má, ý dĩ, mã đề, mỗi loại là 50g, kết hợp với lại 40g xài đất, nấu cùng 600ml nước cho đến khi còn 200ml, thì chúng ta đem ra uống mỗi ngày, uống 3 lần và mỗi lần uống cách nhau khoảng từ 3 đến 4 giờ. Đấy là cái thứ nhất về những cái trường hợp mà bị viêm thận này, viêm bằng quang này thì chúng ta sử dụng như vậy. Còn cái thứ hai, những cái trường hợp mà bị viêm
thận phù thũng ấy thì chúng ta sử dụng dâu ngô, thóc lép, mơ leo, ba loại này mỗi loại chúng ta sử dụng 30 gram sắc uống mỗi ngày, thì trong thời gian 10 đến 15 ngày thì nó có thể làm tiêu phù thũng. Cái thứ ba, nó dùng để trị viêm túi mật, viêm gan này, sỏi mật này. Thì những cái trường hợp đấy, các bạn sử dụng nhân trần dâu ngô mỗi loại khoảng 30 gram sắc nước uống hàng ngày. Cái thứ tư nữa, những cái trường hợp mà bị chứng huyết áp cao, đặc biệt là huyết áp cao ở người già, thì các bác có thể sử dụng nước dâu ngô mỗi ngày 2 đến 3 lần, mỗi lần vài bát, liên tục trong vòng thời gian từ 2 đến 3 tháng thì nó sẽ có tác dụng là làm giảm huyết áp rất là rõ rệt. Đấy, các bác ở đồng bằng hoặc là ở những vùng mà không có dâu ngô thì các bác có thể tìm mua ở những cái địa chỉ tin cậy để mà sử dụng làm cái vị thuốc điều trị chứng huyết áp cao ở người già. Cái thứ năm nữa, những cái trường hợp mà bị tiểu đường ấy thì chúng ta cũng có thể sử dụng khoảng từ 40 đến 50 gram dâu ngô này sắc nước uống. Đấy. Hoặc là các bác có thể phối hợp thêm một số vị thuốc như là mạch môn này, thiên môn, chi mẫu, cỏ ngọt để tăng cái hiệu quả của cây dâu ngô này trong cái việc chữa bệnh tiểu đường. Cái thứ sáu nữa là cây dâu ngô này còn có tác dụng điều trị vàng da do viêm gan tắc mật. Đấy, các bác có thể sử dụng khoảng 40 gram dâu ngô pha với nước nóng uống như trà hàng ngày. Đấy. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng để mà điều trị chứng ho ra máu. Đấy, khi mà bác nào bị ho ra máu thì sử dụng khoảng 50% cây dâu ngô này kết hợp với lại 50% đường phèn ấy, thì tức là mỗi loại một nửa. Đấy, các bác có thể mang đi đun để uống, mỗi ngày uống 2 lần, sáng và tối, uống liên tục trong thời gian 5 ngày. Nó có thể điều trị cái chứng ho ra máu của các bác. Ngoài ra thì nó còn dùng để chữa sỏi thận. Tuy nhiên thì về vấn đề sỏi thận thì các bác nên sử dụng hạt chuối rừng hoặc là quả dứa dại thì nó sẽ hiệu quả cao hơn là về sỏi thận. Còn khi mà sử dụng cây dâu ngô chữa bệnh sỏi thận thì các bác có thể sử dụng khoảng 10 gram dâu ngô này cho vào 200ml nước, sau đó mang đi đun cách thủy khoảng 30 phút, xong chắt lấy phần nước uống. Nếu mà sắc nước uống thì sử dụng khoảng 10 gram cho vào 300ml đun sôi nhỏ lửa trong vòng thời gian 30 phút. Đấy, sử dụng khoảng 20 đến 60ml trước bữa ăn chính khoảng 3 đến 4 giờ. Đấy, đấy là những cái thông tin mà tôi tìm hiểu và tham khảo. Hầu hết cái cây dâu ngô này chúng ta đều đã được thấy rất là nhiều. Chắc chắn là mỗi một lần trong đời chúng ta đều đã được tận mắt chứng kiến cây dâu ngô này một lần. Còn ở vùng cao, người Dao chúng tôi thì hàng năm, gọi là quanh năm luôn, chúng tôi có thể sử dụng cây này quanh năm. Đây này các bác này. Các bác thấy nó xù xì như vậy thôi, nhưng mà nó có tác dụng rất là tốt. Đây. Đây. Có thể là nhiều chị em trẻ tuổi, nhiều anh chị trẻ tuổi chúng ta nhà gia đình không trồng thì chúng ta chưa thấy cây cây ngô hoặc là cây dâu ngô này bao giờ, hoặc là các anh chị ở thành phố ấy thì
thì có thể là chưa tận mắt chứng kiến cây dâu ngô này bao giờ. Còn ở trên vùng núi, nông thôn thì chắc chắn là ai cũng biết đến cây dâu ngô, cây dâu ngô này rồi. Đây này, rất là đẹp. Đấy, bây giờ là đang mùa ra dâu đấy, nên là tôi tận dụng cái thời gian này để mà lên nương giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Đấy. Rồi, hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích về tác dụng của cái dâu ngô dành cho tất cả các bạn mà thảo dược người Dao muốn giới thiệu. Nếu các bác thấy hay thì đừng quên nhấn nút like, và bác nào chưa đăng ký clip thì vui lòng đăng ký clip để ủng hộ tôi, để tôi có nhiều động lực hơn làm những cái video ý nghĩa hơn về những cây cây thảo dược người Dao cũng như là những cây thuốc dân gian để cho tất cả các bác cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái series tiếp theo.